Và thưa quý vị, giai đoạn căng thẳng của đại dịch Covid-19 đã qua. Dẫu vậy, ký ức về những ngày tháng khó khăn đỉnh điểm chưa từng có trong lịch sử ấy sẽ không bao giờ phai trong lòng mỗi người dân, đặc biệt là với đội ngũ y tế cả nước. Theo đó, để ghi nhớ những đóng góp hết mình của đội ngũ y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch, Bệnh viện FV đã tổ chức triển lãm ảnh Cuộc chiến chống Covid-19 tại Bệnh viện FV ngay trong khuôn viên bệnh viện. Gần 100 bức ảnh được triển lãm ghi lại những khoảnh khắc đã diễn ra tại FV trong cuộc chiến chống Covid-19 vừa qua. Phần lớn các bức ảnh tại triển lãm do một bệnh nhân đặc biệt của FV, nhiếp ảnh gia người Pháp Pierre Loraza thực hiện sau khi ông được tiêm 2 mũi vaccine do chính phủ Pháp tổ chức tiêm chủng ngay tại FV. Một số hình ảnh khác do chính bệnh nhân hoặc nhân viên y tế ghi lại trong giai đoạn chiến đấu với Covid-19 tại FV. Tôi không thể mô tả lại đầy đủ với mọi người về đội ngũ đã chiến đấu và cống hiến trong đại dịch Covid-19 vừa qua đã mệt mỏi ra sao, phải làm việc ngày đêm như thế nào, hay những niềm vui sướng, những nụ cười hiếm hoi khi cứu được một bệnh nhân, và nhất là khi bắt đầu có vaccine để tiêm cho cộng đồng. Vì thế, thật tuyệt vời khi có sự xuất hiện của một nhiếp ảnh chuyên nghiệp ghi lại những hình ảnh khi chúng tôi chăm sóc bệnh nhân, chúng tôi phải chống chọi lại với đại dịch. Những tấm hình, thước phim ấy sẽ đi vào lịch sử. Tôi muốn ghi lại những khoảnh khắc lịch sử này để cho thế hệ sau hiểu rằng cuộc chiến chống Covid-19 đã diễn ra khốc liệt như thế nào. Tôi cũng muốn cảm ơn ban giám đốc bệnh viện FV đã cho tôi cơ hội để thực hiện những hình ảnh đó, và tôi muốn bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đến tất cả các bác sĩ, điều dưỡng, những nhân viên y tế khác và cả những người bảo vệ, nhân viên vệ sinh tại FV trong cuộc chiến chống Covid-19 này. Đây là triển lãm ảnh chỉ có ngày khai mạc, không có ngày kết thúc, như một sự nhắc nhở và tôn vinh những cống hiến của đội ngũ FV đã cùng nhau vượt qua khó khăn và đưa bệnh viện FV vững vàng đi qua đại dịch với tinh thần quả cảm, hết lòng vì cộng đồng trong đại dịch vừa qua.